Hành trình chuyển cá từ Bắc vào Nam sẽ như thế nào? Xin chào các bác, em là trại cá giống Kiên Cường. Hôm nay các bác cùng theo chân em đi ship cá trạch đồng cho một bác ở Đồng Nai nhé. Đây cũng không phải là lần đầu tiên đi đâu, nhưng mà lần nào đi thì cũng hồi hộp đấy các bác ạ. Đường thì cũng khá là xa, đi mất khoảng tầm một ngày một đêm là sẽ đến nơi. Đó, khi đến nơi thì trời cũng sáng sớm rồi đây các bác ạ. Trước khi thả thì em cũng sẽ tiến hành điểm mẫu cá cho bác nhé, để cho nó rõ ràng về cái số lượng con cá này. Bác chủ nhà thì đã chọn con cá trạch đồng này để vào giống. Đó, khu chăn nuôi này rất là rộng luôn. Bác chọn nuôi với cái mô hình bể bạt và bể xi măng này. Với cái mô hình này thì quá là ok rồi. Đây các bác có thể thấy là cá đi trong một cái thời gian cũng khá là dài này, nhưng mà vẫn đảm bảo cái tiêu chí là khỏe đẹp, bơi rất là nhanh nhẹn, kích thước đồng đều, sẽ tránh được cái hiện tượng là con lớn lấn áp con bé các bác nhá. Về cái mật độ thả nuôi của con trạch đồng này thì nó rơi vào khoảng từ 100 đến 200 con trên một mét vuông này. Nếu mà các bác có quan tâm về con giống, muốn tìm hiểu kỹ hơn thì có thể liên hệ trực tiếp với trại cá giống Kiên Cường qua cái số hotline đã để đầu trang. Và các bác đừng quên cho em xin một lúc follow và nhấn nút like để cập nhật những cái video mới nhất ở bên em các bác nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ.